Ok, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mày. Và Duy Khả chúc anh em xem video vui vẻ nè mày. Với đêm này Khả sẽ tiếp tục anh con con lông nè nè. Con lông bù nha nè. Con lông bù của bạn nè. Nó nói bù của bạn nhạc này của Khả nè nè. Bù cho bạn thôi. Ok, bây giờ Khả sẽ ép nha nè. Khả sẽ mua 1000 xu la thường hàng. 4000 xu. Rồi, ép bánh sinh nhật thường hàng. Ok. Rồi, chủ yếu anh cái này rồi kiếm được bài boss rồi một phẩm này nọ đánh cho anh em xem nè. Anh em xem video cho Khả một like chơi nha. Rồi bắt đầu nút này mày. 1000 bánh lần bài. Nút 1000 cái lần bài. Nút bánh thường hạng rồi nè. Bánh sinh nhật. Cái này là Evan bánh sinh nhật thường hạng. Mừng sinh nhật 5 năm của tem Công Thành Chiến nha nè. Công Thành Chiến xưa nha nè. Một viên lục lam thiệt tinh. Một tiên hữu lộ phục viên. Anh nghĩ mình 4 kim hơn nha nè. Chờ mới được cái lúc cấp mạnh luôn nè mà. Nè anh xong chắc cũng được cấp 98, 99, 99. 99 cấp. Tiên hữu lộ. Tiên hữu lộ. Đó này nến kỹ năng này đang thiếu một cái nến kỹ năng nữa nè. Thiếu nến kỹ năng này cho được chính nữa nè. Tình hồng. Cấp. Sợ luôn rồi. Hai viên thiệt tinh. Này, thấy chưa? Một cái nến kỹ năng liền anh em. Thơm như mày. Làm bộ nến này. Lần bài boss sun. Làm 3-4-5 cái đặc biệt là đẹp luôn nè. Đặc biệt nữa đẹp. Ô dè liền anh em. Một cái nến này anh em ơi. Đó, đang thiếu một cái nến này. Kiếm nhạc chính luôn mà hợp lý. Nến này giờ bán hơn một kim anh em. Một thiệt tinh nữa. Một tinh hồng. Một tiền thổ lộ. Một tiền thổ lộ. Một tiền thổ lộ. Em chung cái. Tiếp cái nến nữa coi. Kiếm cái nến nữa coi. Ra cái nến kỹ năng thấy mừng quá rồi nè mày. Thôi thôi. Đàn nến kỹ năng thấy ngon rồi. Ngon lành cành đào rồi. Quá tử. Phong độ đồ lần bài boss đâu nè em. Chưa có lần bài boss luôn ta. Tiên hữu lộ nữa. Thì tân nữa. Đủ lần bài boss đâu. Lần bài boss cho nó khỏe nè. Đánh cho nó sướng nè. Hơn 600 cái rồi mà mới cái một lần bài boss à. Tiên hữu lộ. Mày boss đặc biệt. Ok. Đặc biệt ở đây, đặc biệt ở đây. Đặc biệt ở đây. Nến, nến đặc biệt, nến đặc biệt, nến đặc biệt. Tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ. Chưa? 219 cá thôi. Cũng được 2 cấp. Chắc lên được 98. Một đặc biệt. Đặc biệt không? Đặc biệt á. Nến, 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 nến. Đặc biệt. Trời, bộ sân thưởng. Bộ sân thưởng có 200 xu thôi nè. Đặc biệt là 450 xu. Đây, bàn nhà sân cân. Tiền hữu lộ. Thị tinh. Đồ. Ê Khải, anh hết rồi nè mày. Gần hết rồi. Gần anh hết. À, dành xe rồi.
hết gần dàn xe rồi. Này, anh hết rồi chưa? Bút xanh. Rồi, hết luôn. Ok, chốt được gì này? Để coi. Bọn mày bót qua đây. Tính tiền là bao nhiêu cái này? Bọn ít nhiều ta. Một cái xanh này, hai xanh này, đặc biệt là 4,5. Nói chung là 4 cái này được không 1 kim nè. Đó, không được 1 kim. À, từ từ. Không 1 kim. Và một cái nến. Nến nữa. Nến 1 kim nữa là 2 kim. Đó, nến 1 kim nữa là 2 kim. Đó. 4 kim vẫn lời cho anh em, không lỗ cho anh em. 2 kim rồi. Nút cái nến này, nút cái nến nhận chính này. Rồi, tiếp tục tính thì lời hay lỗ này. Nút cái nến này. Đó, kỹ năng 1 cấp. Một cấp này. Có chưa làm bài bó này. Biệt này. Trời, tối nay đánh là ok luôn nè. Chuẩn bị đánh là ok luôn nè. Rồi, vai tiếp tục lại lời luôn nè. Để coi này này. Cách nào đỡ thì tất hơn ta. Đây nha. Nghe, bỏ bài chính luôn rồi. Rồi. Thị tinh này. 200 này, 250 này, 250 này. Được 1 kim 2 nữa nè. Nhiều này được 1 kim 2 nữa. Có lại tinh hồng là 200. 200 là 1 kim 6. 1 kim 6 rồi, tính ra được 3 kim 6 rồi anh em. 3 kim 6 rồi, đâu lỗi gì đâu. Đó. Ừ, cháu được ít tiền thổ lộ nữa. Mười lăm tiền thổ lộ nữa là được 200 xu nữa đây. Là được 1 kim 8. Chung là bỏ hết 4 kim rưỡi thu là được 3 kim mấy rồi nè. 3 kim 8 gần 4 kim nè. Thu được 3 kim 8 gần 4 kim nè. Thôi được 3 kim 8 còn 4 kim. Rồi, một cái cuối cùng được xem cái gì đây. Lỗ 5-600 xu thôi. Lỗ 5-600 xu thôi mà được được kinh nghiệm cho xe nè. Rồi, giúp cái cuối cùng. Ôi, một con boss nữa, một chiếu giả nữa. Ok man. Rồi. Một con boss, một chiếu giả nè. Học quà tem, học quà tem một lúc. Học quà tem, phóng binh. Ok. Này, tính ra là cái con boss này được 500 xu nè, con boss này được 400, được 900 nữa nè. Là thu được 4k7 rồi nè. 4k7 nè, đó không lỗi luôn. Được 4k7 cấp, 4k7 xu nha nè. Đó. Rồi, nói chung ok anh em, anh Evan không có lỗi anh em ơi. Lời anh em à. Đó. Nói chung có ạc lời, có ạc lỗ, có ạc lời, có ạc lỗ nè. Đó. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ nè mày. Nói chung khá tương đối tầm này, Khải anh full xe rồi nè mày. Hiện tại chỉ có 4 kim hơn một lần ăn thôi. Anh hết 5 xe hết khoảng 20 kim thôi nè. Thu làm rất là nhiều đồ. Rồi anh em xem video đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, ok.